À Phật, tâm Đức Phật, Phật Đức tâm, xin Đức Phật từ bi đấu lai dương thí, quay truyền Bát Nhã, tiếp dẫn hương linh mẹ bà chúng con về miền cõi Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ hỡi mẹ ơi, cốt nhục tình thâm đầu đội, sinh thành dưỡng dục dây mang. Giờ đây anh cai thuộc cơ sở mai táng Úc Tài, trang nghiêm trước cổ áo quan, xin phép gia đình được dân ngọn hồng đăng, làm ánh đuốc soi sáng cho bước đường mẹ về miền cõi Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân sinh là kiếp vô thường, vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh. Truyền về vượt thác biển mê, tâm đà tiếp dẫn mẹ về Tây Phương. Nam mô A Di Đà Phật. Nghi thức lễ thứ hai đó là anh cai thuộc cơ sở mai táng Úc Tài, trang nghiêm trước cổ áo quan, xin phép dân ngọn hồng đăng, làm ánh đuốc soi sáng cho bước đường mẹ về miền cõi Phật. Cây quan dân ngọn hồng đăng. Kính thưa gia đình tam quyến, kính thưa quý ông bà cô bác, và giờ đây trước sân hành lễ là anh cai thuộc cơ sở mai táng Úc Tài, trang nghiêm với nghi thức lễ thứ ba đó là cai quan dân hương. Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai, sanh tử khứ lai đô thiện bồng, tóc phao trần thế thượng liên đài. Nam mô A Di Đà Phật. Cây quan dân hương. Sanh tử vô thường, ai ai cũng chạy, đường về cõi tình trăm nẻo gặp gền. Lạy Phật một lạy, phước như đông hải, niệm Phật một niệm, tội diệt hà sa. Nam mô A Di Đà Phật. Cây quan dân hương. Kính thưa gia đình tam quyến, và giờ đây trước sân hành lễ, trước cổ áo quan là anh cai thuộc cơ sở mai táng Úc Tài, trang nghiêm trước cổ áo quan, xin phép gia đình được trích mảnh khăn tang trên đầu cùng tất cả các anh dân đồng thuộc cơ sở mai táng Úc Tài, trang nghiêm trước cổ áo quan, làm lễ di quan, tay trong tay vai kề vai sát cánh bên nhau, phò lên cửu thượng đài quả táng. Cai quan chích khăn. Mẹ ơi, mẹ là bóng mát giữa đời. Mẹ ơi, mẹ là điểm tựa bên đời của con. Mẹ ơi, mẹ là đỉnh núi mây mờ. Mẹ ơi, mẹ cho con đường rộng bây giờ các con đi. Mẹ ơi, mẹ đưa cả tấm lưng gầy. Mẹ ơi, mẹ chữ cho con được ngày hôm nay. Mẹ ơi, mẹ là tất cả. Mẹ ơi, hy sinh tất cả cho con nên người. Ơn cha hiền cao hơn non thái, nghĩa mẹ hiền sâu nặng biển khơi. Dù cho dân cả một đời cũng không kể hết ơn người sinh ra. Cũng ví như là con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Lạy mẹ hai lạy một quỳ, lạy mẹ bốn lạy tiễn hùng mẹ đi. Và kính thưa gia đình tăng quyến, kính thưa quý ông bà cô bác, và giờ đây nghi thức cuối cùng đó là các anh dân đồng thuộc cơ sở mai táng Úc Tài, trang nghiêm trước cổ áo quan, xin phép gia đình được làm lễ di quan, tay trong tay vây kề vây sát cánh bên nhau, phò lên cửu thượng đài quả táng. Nam mô A Di Đà Phật.
Mẹ hỡi mẹ ơi, cốt dục tình thanh đầu đội, sinh thành dưỡng dục dây mang. Giờ đây các anh dân động thuộc cơ sở may tắn Úc Tài trang nghiêm trước cổ áo quan, xin phép gửi nghi thức lễ thứ tư, đó là cây quan dân kim ngân. Phò linh cử thượng đài quả tán, Nam Mô A Di Đà Phật. Cây quan dân kim ngân, cảnh trần thế hết dây rồi trả, trả rồi dây nhân quả luân hồi. Bánh xe cứ mãi lăn nhồi, trầm luân biển nghiệp hợp rồi khổ đau. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa gia đình tăng quyến, kính thưa quý ông bà cô bác, và giờ đây trước sân hành lễ là anh Cai thuộc cơ sở may táng Úc Tài trang nghiêm trước cổ áo quan, xin phép giới nghi thức lễ thứ năm, đó là cây quan dân gạo và muối. Cây quan dân gạo muối, phù duyên mỹ chi cấp lương áo gạo tiền cho hương linh, phò linh cụ thượng đầy quả tăng. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa gia đình tăng quyến, và nghi thức đó tiếp theo, đó là cây quan dân trà. Mẹ ơi, đây là chung trà, chung trà sau cùng này, các con các cháu xin tiễn mẹ đi muôn đời không trở lại, và cầu xin Đức Phật mười phương quay truyền bát nhã, tiếp dẫn hương lên mẹ về miền cõi Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cây quan dân trà, kính thưa gia đình tam quyến, kính thưa quý ông bà cô bác, đã đến giờ làm lễ di quan, và giờ đây trước sân hành lễ trước cột áo quan là các anh cai thuộc cơ sở may táng Úc Tài trang nghiêm trước cột áo quan, xin phép gia đình được làm lễ di quan cùng tất cả các anh dân đồng thuộc cơ sở may táng Úc Tài làm lễ di quan, tay trong tay vây kề vây sát cánh bên nhau, cò lên cử thượng đài quả tang. Nam Mô A Di Đà Phật. Kiếp vô thường, vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh. Thuyền về vượt tháp miệng mê, tâm đà tiếp dẫn mẹ về Tây Phương. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ngài Địa Tạng Chân Bồ Tát. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm Đức Phật, Phật Đức Tâm. Xin Đức Phật từ bi đấu lai chương trí, quay truyền bát nhã, tiếp dẫn hương lên mẹ về miền cõi Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất nguyện thiên trường đệ tử, nhị nguyện nhập nguyệt chiếu minh, tam nguyện đội dân
động từ cơ sở mai táng Úc Tày, trang nghiêm trước cổ áo quan, dòng bái hương linh. Tứ nguyện đội dân động thuộc cơ sở mai táng Úc Tày, trang nghiêm trước cổ áo quan, xin phép gia đình được làm lễ di quan, tay trong tay, vây kề vây sát cánh bên nhau, còn thượng đài quả táng. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý bà con cô bác, trong lúc tan gia mẹ bà chúng con bối rối, chắc là có điều chi sơ suất. Gia đình chúng con cũng kính mong đến tất cả quý ông bà cô bác niệm tình tha thứ, rộng lượng, từ bi, hỷ xả mà bỏ qua cho gia đình chúng con. Và sau khi quý bà con cô bác cùng gia đình chúng con tình thương mến thương, tình làng nghĩa xóm mà đưa linh cữu mẹ bà chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng từ đài quả táng, gia đình chúng con cũng kính mong đến tất cả quý ông bà cô bác nhích chút thời gian quý báu của mình trở lại gia đình chúng con một lần nữa, để dùng với gia đình chúng con một ly rượu, một tách trà thay cho lời cảm ơn gia đình chúng con đồng bái tạ. Và kính thưa gia đình bà quyến, kính thưa quý ông bà cô bác, một lần nữa xin gắn tay mặt cho cơ sở mai táng Úc Tày xin chia buồn cùng tang gia hiếu quyến và cầu chúc linh hồn